Nói ra phổ thơ thì là thường thường là một nhạc sĩ đó, muốn phổ thơ một thi sĩ nào đó thì thường thường là họ nhiều lắm là một hai bài thơ thôi, chứ không có thể nào mà dám phổ thơ khoảng độ 5-10 bài đâu. Nhưng mà tôi không hiểu tại một cái duyên gì, với lại trong cái dòng thơ của Thiền sư Thanh Hải, tôi phải công nhận là trong cái dòng thơ đó có rất nhiều tứ nhạc, và từ cái tứ nhạc trong thơ đó đã tạo cho tôi có cảm hứng, tôi có thể viết được soạn thành 12 ca khúc. Thật sự ra nó cũng có một cái duyên nào đó, và trong cái tứ thơ của Thiền sư tôi đã bắt gặp được dòng nhạc. Và thưa quý vị, nếu quý vị nghe suốt 12 ca khúc thì quý vị thấy rằng là hoàn toàn 12 ca khúc nó có 12 dòng nhạc khác nhau. Chứ thường thường là khi mà người ta phổ thơ đó thì bài A dễ lộn qua bài B, mà bài B dễ lộn xuống qua bài C lắm. Nhưng mà phải công nhận là từ cái tứ thơ của Thiền sư rất là đặc biệt, cho nên tôi làm 12 ca khúc đó tôi nghĩ rằng nó không có một sự lẫn lộn nào hết. Và tôi mong rằng tôi sẽ được chấp nhận, vì đây là lần đầu tiên tôi phổ thơ tâm linh. Và tôi cũng hy vọng rằng, không chủ quan thì tôi cũng hy vọng rằng sẽ được tất cả mọi khán giả từ trong hội cũng như ngoài giới chấp nhận những ca khúc mà đánh dấu một cái khoảng đời sáng tác của tôi. Và tôi rất là vui. Chúng em nhớ đó là trở ngược về thời gian một chút xíu đó, thì chúng em được biết là nhạc sĩ Nhật Ngân có đi về Âu Lạc cùng với một số thiện nguyện viên của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thường Sư để giúp đỡ và ủy lạo những văn nghệ sĩ ở tại quê nhà đó. Thì em xin được hỏi anh, cảm tưởng của anh và cái động lực nào để cho anh có một cái chuyến du hành thật là xa, thật là gây go và cũng có thể nói là nguy hiểm đó anh, mà anh đã tình nguyện và vui vẻ, xin cho anh biết cảm tưởng ạ. Thưa quý vị, là trong cái duyên tôi hát cái bài Qua Nhà Ai trong một lần trình diễn của hội ở Long Beach, thì sau cái đêm đó thì anh em trong hội cũng như là thiền sư đã có ngỏ ý muốn tôi đem một số tiền khá lớn để về coi như là ủy lạo các anh em văn nghệ sĩ ở trong nước trong cái dịp đầu xuân. Thì hồi đầu tôi cũng có vẻ hơi lo ngại, nhưng mà không biết có một cái niềm tin nào đó trong tôi, thì tôi cũng mạnh dạn tham gia một phái đoàn đi về để ủy lạo các anh em văn nghệ sĩ trong nước. Và trong phái đoàn đó thì hôm nay hiện diện trên sân khấu thì có cô Mai, và ở dưới này thì tôi thấy là có anh Khôi, anh Phước và chị Khôi nữa. Thì chúng tôi đi bốn người như vậy, thì là từ Hà Nội chúng tôi đã ủy lạo cho những nhạc sĩ mà tiền chiến rất là nổi tiếng, chẳng hạn như là nhạc sĩ Hoàng Giác, nhạc sĩ Văn Cao. Và khi chúng tôi thi sĩ Hoàng Cầm, thì hôm nay nhân cái chuyến đó và tôi muốn tâm tình với quý vị, thì là tôi đã hoạt động văn nghệ cho tới bây giờ khoảng 40 năm. Thế nhưng mà rất là nhiều lần tôi hát thiện nguyện, tôi làm những công việc từ thiện cho các hội đoàn rất nhiều, nhưng mà tôi chưa thấy có một sự mà giúp đỡ, có một sự đóng góp cụ thể rõ ràng bằng cái hội của quý vị. Và tôi có thể nói là đại diện cho anh em văn nghệ sĩ trong nước cũng như ở ngoài có lời rất là cảm ơn từ thiền sư trở xuống, quý vị anh em hội viên đều là những người có một cái thiện tâm rất là rõ ràng, chứ không phải là thiện tâm bằng ngôn ngữ. Thật sự qua những cái lần như vậy thì trong tôi cũng như anh em văn nghệ sĩ đều rất có cảm tình với hội. Thì không biết cái ngày nào đó chúng tôi sẽ là hội viên của hội thì là cái chuyện đó trước sau. Nhưng mà bây giờ thì là tôi là một người rất có cảm tình với hội, vì là tôi có nói với nhiều anh em trong hội là quý vị ở bất cứ địa bàn nào, khi quý vị muốn có tôi hiện diện, muốn có một tiếng hát
không hay. Tới với quý vị thì tôi sẵn sàng đến quý vị, vì là tôi nghĩ quý vị là những người tốt, quý vị là đang ở trong cái hội tốt. Cảm ơn quý vị.